Zidane chỉ biết thèm thuồng, ngay cả những người yêu MU và có tinh thần lạc quan nhất cũng không nghĩ đến kịch bản đội nhà có thể đánh bại Chelsea đến 4-0, điều mà các cổ động viên ở Old Trafford chờ đợi đơn giản là 3 điểm. Một trong những khác biệt lớn nhất của trận đấu là phong độ của Paul Pogba, người thi đấu như một ông chủ ở khu vực trung tuyến. Ole Gunnar Solskjaer xây dựng MU với bộ khung 4-2-3-1, trong đó, Pogba được cho phép thi đấu tự do với vị trí thấp hơn so với McTominay trước Chelsea. Johnson yêu cầu Aaron Wan, Bisaka và Luxo di chuyển liên tục để tạo sức ép từ hai biên. Ở giữa sân, Mark Dominei càn quét để Pogba được thoải mái nhất trong việc tổ chức thế trận. Johnson thành công với giải pháp này, dù vẫn có nhiều tình huống để mất bóng, nhưng nhìn chung Pogba có một trận đấu xuất sắc, mang đến sự khác biệt cho bữa đại tiệc của MU khi mà Chelsea là đội cầm bóng nhiều hơn. Đẳng cấp Pogba được thể hiện rõ nhất qua hai pha kiến tạo thành bàn cho Marcus Rashford và Daniel James. Màn trình diễn của Pogba đến đúng thời điểm Real Madrid đang lận đận trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới ở La Liga, nơi chính thức khai mạc cuối tuần này. Real Madrid không có được sự ổn định trong quá trình chuẩn bị như MU. Trong 7 trận đã đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ thắng duy nhất một trận trong thời gian chính thức. Cho đến lúc này, Real Madrid là đội chi tiền nhiều nhất cho chuyển nhượng. Tổng cộng là 303 triệu euro cho các bản hợp đồng mới trên hàng công và hàng phòng ngự. Nhưng sự đầu tư của Real Madrid chưa hiệu quả như mong đợi. Đơn giản, Din Zidane thiếu một tiền vệ đẳng cấp để triển khai lối chơi. Khi Luka Modric lớn tuổi, còn Toni Kroos thì mất động lực chiến đấu, Zidane khao khát được sở hữu Pogba. Vì điều này, ông từng tranh cãi quyết liệt với chủ tịch Florentino Perez trong quá trình xây dựng dự án mới ở Bernabeu. Zidane cho rằng Pogba là mắt xích buộc phải có, những tố chất của anh là chìa khóa để Real Madrid nghĩ đến việc một lần nữa chinh phục danh hiệu Champions League. Không phải ngẫu nhiên mà Juventus cũng đang tìm mọi cách để đưa Pogba trở lại thành Turin để đá cùng Cristiano Ronaldo chiến thắng trước Chelsea, chiến thuật của Jonzer, bầu không khí mới từ các tân binh đang giúp Pogba hạnh phúc ở Old Trafford. Như vậy, rất khó để Zidane và Real Madrid có thể kéo anh khỏi MU, ít nhất là trong thời gian còn lại của thị trường chuyển nhượng.